ta đang theo dõi trận thi đấu bóng chuyền giữa hai đội trường Trung học cơ sở Bồ Thị Sáu với trường Trung học Nguyễn Trãi. Tỷ số hiện nay đang là 1-0 nghiêng về Nguyễn Trãi. Ai có cái chứng danh không ta? Không qua lưới. Điểm tiếp cho Nguyễn Trãi 2-0. Cho anh mượn cái này đi. Không thấy đường, không thấy màn hình. Đứng kẻ. Không thấy luôn. Để em cầm. Thấy không? Không không không. Ui da, ui da, em đứng. Rồi cái bắt lưới này té cắm té cắm đầu. Thấy không? Không nhìn thấy. Để em cầm cái này, em cầm đi. Đó đẹp. Nè. Điểm tiếp cho Nguyễn Trãi 3-0. Này có cái kính râm à, được rồi. À, thì số hiện nay đang là 1-2 nghiêng về nữa đi, nghiêng về Nguyễn Trãi. Đội bóng hậu hai đều. Xe này đang là 3-2. Vậy thì 6 giờ bóng. Bóng tốt. Mỗi điểm 3 điểm. Đổi điểm cho Nguyễn Trãi 3 điểm. Người này hành hai kiên cầm đi, anh đang khỏi luôn. Không phải. Cầm mỗi tay. Nhau 4-1, đổi điểm 4-3. Lưới. Để phải với. Đánh hết mình đi giữ gì hết. Ngoài mà. 6-7. Đánh
Đổi điểm 8-6. Làm luôn như thầy Khanh nha. Làm luôn là làm hơn mười mấy trái vậy đó. Làm hơn hả? Làm hơn mười mấy trái vậy đó. Mười mấy thôi nha. Dính lưới mình ơi. Bình quá rồi mình ơi.
đây rồi. À, lên ngoài xuống đấy. Chàng thấy mình ba dầu thấy nhẹ. Không, phát vô mới, tao mới đứng lên dưới không phát vô. Tao đã nói mày là gió rồi. Ông này vừa mới lên tay thượng với ông kia ba chân lưới. Cái ngâu này, ông này vừa lên nhận chắc lên liền. Nhắc lên liền, nhắc lên liền. Tao nói gió rồi. Cũng thiếu rồi. Đợi lâu lắm rồi mới lên nước đấy. Ba chân lưới có hại. Gắng cố gắng lên Bình ơi. Chút xíu con quay nha. Hiệp hai thầy vô rồi. Hiệp hai mày hả? Hiệp hai. Đây là một cái giỏi hả? Rồi giật mũi luôn. Dính nãy tưởng là chưa. Mình nhìn không thấy chứ nó quay ngọn. Đợi cho con 19 thôi. Chói. Bình ơi. Để người ta tập trung đánh nè. Kêu cầu kêu bún qua là ăn rồi đó. Ta thấy yêu cầu gặp tình này thấy ờ bún qua là ăn rồi đó. Thôi mà. Đứng xích ngoài cổ vũ đi. Để ngoài nè. Ngoài cổ vũ để hồi người ta. Ê chào lập cốc nha. Chào lập cốc nha. 20 người. Chào lập cốc nè. Ủa tỷ số trước hồi nãy là bao nhiêu ta? 1 nhiêu? 20-10 rồi, mình đang 20-10. Nhưng mà hiệp 1. Có hết rồi hiệp. Đợi cho nó 11-20. Thắng 1-0 rồi. 1-0 thì đây là hiệp 2. 20-10 nhưng mà mình thắng 1-0 rồi. Hiệp trước không biết. Gán lên đi nha. Yêu cầu quýnh qua là ăn rồi Bình ơi, cỡ vậy. Ê, chầu nhậu nha mày. Nhưng mà treo độ vậy á, mình nó mới hứng. Hứng rồi. Ừ. Đó, hứng rồi đó, hứng rồi đó. Hứng rồi đó. Hứng rồi đó. Vậy là chơi tại người khác chứ mà tại đó. Hứng. Hứng rồi đó. Ừ, lâu rồi. Không, đứng ngoài nè. Đứng ngoài cho nó đen. Sao mà trắng rồi ta ha. Thuốc cay rồi. Không có được hiệp 1 uống quá. Thôi nhưng mà được rồi chứ. Mình ăn rồi, xin ăn đi. Chưa mà. Sáng mai. Dài đánh với Hòa Thành hả? Hòa Thành 3 hả? Hôm mà Hòa Thành 3 là Nguyễn Chiểu thua. Đợi cho mấy 14-21. Đi vô đánh chưa mày? Đợi cho bóng 22-21. Hay quá Bình ơi. Nãy ơi, phải treo giải thưởng cho Bình mới được, phải treo giải thưởng cho mới ăn được mới được. Đó. Nặng quá. Đổi cho bóng. 15-23. Yeah.
Anh nghe nè. Dứt điểm luôn thầy Khanh ơi. Anh kêu Tấn là làm liền hay gì? Rồi anh kêu Tấn rồi đó. Trận đấu kết thúc. Đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0.